Dạ thưa với các bạn thì hôm nay Vũ Chiến trở lại thăm nhà của Tuấn. Tại vì nhà của anh Tuấn Nhung hôm nay có một cái tin vui. Bà ngoại vô nào vậy? Anh đi nuôi săn chấn cứ xài đâu chú ơi. Rồi chú rồi rồi cô về Thôi, đây luôn hả? về đây luôn. Về đây thì chừng nào nuôi chừng nào cô mới về ngoại? Trời ơi, giờ bữa là bố cũng về chứ đâu ở chú ơi, chồng nó có giao rồi mấy ngày hết thì chú Thì xài. cũng gán chia với Nhung cho nó cứng cáp một tí, 5-10 bữa gì đó. Đây đây đây, con để xuống. Còn Để cho ngoại xuống. bận quá chú ơi, dọn dẹp sang Đúng đây rồi, đốt nhang chân mà. còn lên rồi ôi gì thôi Dạ. nó thọ ra lưỡi câu rồi gì bánh keo bọc mũ Thôi sợ thà đủ thứ hả? bảo sợ nó nhìn nó mẹ mà nước châu với ba cái con đâu có mẹ á Chỉ có bông hoa thôi. mơ mới làm hả sợ Dạ. mẹ có Sao mà để lên nó được? làm sao vậy được không có sợ không leo được đâu Rồi ai để chển? đàn trà Bậy mà, coi chừng con á, con đó con. Nó ý là làm cao rồi đó, làm cao rồi đó nghe, phải làm thấp ở dưới chắc là bàn thờ nó cũng Dạ còn thấp thấp ở dưới thì thôi chắc từ lưa luôn ạ. Bên bên ông Bình, bên bà Bình. Dạ. Chào ông đi. Đâu rồi Nhung ở phòng nào cô? Hello. Trời ơi, nay được mấy bữa rồi? Là về bữa hôm kia mà sanh hồi bữa nào? Sanh bữa nào? 7 hay vậy? Đâu coi, dở lên coi con trai coi trời. Dở lên con trai coi, con mặt con trai coi. Sanh thường hả cưng? Dạ em sanh thường. Ôi ơi, mặt con trai kìa. Tối quá, để nâng sáng lên chút coi. Ơ máy có tiếng không có sáng được luôn nữa. Khổ ghê vậy. Dạ con. Con chia cái đó mà. Ừ đúng rồi, má che cho em chứ để đâu có được. Con ngủ mà nó nhục mình. Trời ơi, máy bắt chiến ta thui hà, không thấy được mặt nhiều. Này dở dở mùng lên, dở mùng lên sáng nè. Dắt mùng lên đi, đúng rồi, bằng ngày cũng đâu có muỗi đâu mà sợ. Tối hả xuống chứ cưng văng vậy đó, nóng chịu nổi. Đây, đưa anh cho ngồi đó đi. Rồi, xứng sự rồi đó. Cái gì con? Con ngồi xuống. Con ngồi được luôn hả? Ấy cái này lên cái này lớn. Rồi được rồi được rồi. Vậy à, sáng rồi nè, nó. Giống ai ta? Giống cha. Sao con biết giống cha? Con thấy mặt nó kìa. Mặt gì giống cha? Kìa 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 kìa. Con chuột sung mỡ. Ê nha, ở sạch mới được vô vườn người ta nha. Chứ ở dơ là người ta không có cho vô vườn à, lúc gà người ta có cục vàng rồi đó. Đó. Ê, đừng đừng đụng vào đầu em còn bé lắm. Em còn non eo đó. Rồi chồng đâu rồi? Anh Tuấn rồi. Anh đi rước nhỏ lại nè. Hai chị này cưng dữ không? Hung cho thấy đừng có cho hung, đừng cho hung mặt nha, sệ má người ta đó. Trên trán mà. Trời ơi. Không có cho hung ơi. Có bình sữa người ta nút vào. Trời ơi. Xanh hết nhiêu tiền cưng? Dạ, anh nói là như là người ta đóng tiền là 1 triệu mấy. Mà bớt lại là còn có bảo hiểm. Có bảo hiểm mà phải không? Dạ rồi quần áo đâu, quần áo đủ không, quần áo đủ cho mấy cho cục cưng tôi mặc không? Dạ đồ trong tháng này mình không nên mua nhiều cô ơi. Mình mua nhiều tại bé nó mau lớn á, mình mua nó bỏ à. Dạ rồi, rồi lúc gài đem tivi vô đây luôn, đem tivi vô đây, đem tủ lạnh vô đây luôn, cho có đứa nào ngoài kia khỏi coi, có đứa phá khỏi coi. Phá quá trời luôn. Đúng rồi, phá quá khỏi coi.
Làm gì bình sữa của em con, đừng có nuốt. Bộ bộ kia cho nó bú sữa ấy thêm hay gì? Dạ đâu có, em cho nó của em không à. Lúc mà mới sanh nhau mới sữa được chứ. Lúc em sanh ra thì không có. Cô có mua trà cúc cho Nhung uống không cô? Dạ, 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 có chú. Đâu? Đây nè, đúng rồi, cái hộp trà cúc nãy con tính mua, còn sợ nhà có rồi. Đúng rồi, cái này nè. Cái này là chuyên gia là uống cho sữa mẹ. Dạ, trời bây giờ nó hiện đại lắm cô. Cứ ra ngoài tiệm cô nói là đi lắc mama nè. Dạ. Tuyệt đối là không có cho bé uống nước. Tuyệt đối là 6 tháng trời mới cho uống nước. Khi... thôi kêu cậu Chiến đi cho nó thân mật. Rồi thay đồ đưa ra con. Tuyệt đối là không cho uống nước nha cô. Bác sĩ, anh mới xuống. Trời ơi, này đẹp trai ghê trời, đâu ra đây cả coi. Ồ, xanh trai đẹp trai ghê trời, trời ơi, tút lại ghê. Ôi, ông tút nhan sắc ông lợi rồi ông ơi, ghê thiệt. Hả? Đẹp đâu đẹp. Đứng lại coi nhìn coi. Rồi hôm nay có đi làm không? Nghỉ 2 ngày đó. Nghỉ đừng ngấy ha, đừng xanh ha. Qua nha. Rồi chừng nào mới đi làm lại? Mai. Đi làm tranh thủ về sớm, đặng Nhung nó còn bà vợ chừng nào vô ngoài. Mai mốt bóng về rồi. Nhung hôm nay được tuần hả? Tuần chưa? Dù gì ngoài tháng mới nấu cơm rồi ăn được. Sáng ngày anh đi ăn bắt mà cơm lên. Rồi nồi thịt kho thì để đó, con kêu bác quá kêu con bé nó múc được rồi. Tại vì bác sĩ không có cho uống nước. Con đứa nào mới nhỏ nha. Đứa nhỏ con cũng vậy đó, con. Vậy là không có cho uống nước. 6 tháng trời mới được uống nước. Vậy đó hả? Rồi. Cô biết sao uống nước là sau này cái đường ruột của bé nó bị yếu dữ lắm. Dạ, đừng có cho uống nước nha. Đừng có thấy mà nó cà chép lấy nước cho uống đi. Đường ruột nó uống sau này hang ăn trúng cái gì là anh tiêu chảy cái đó. Trời ơi, cô phải vô phải dọn. Đúng rồi, bàn thờ mẹ ai mà để. Chỉ để bông hoa trái cây nha. Quá bà vợ vô quá gầy. Quá rồi. Trời ơi, chào một thành viên mới. Cái tiếng cười của mẹ em giống em ghê Nhung. Cười á. Trời ơi, sửa cái đầu em lại đi. Cho nó ngay là ê, con không có được làm. Em nó còn nhỏ xíu, nó còn yếu nghe. Cương biết sao không? Cương thường á, cưng bú, cưng cho nằm ở đây. Nằm ở đây bữa, cưng phải nằm bên kia bữa. Cho thằng nhỏ nó quen vậy nè. Giống như em nằm ở đây hoài là nó cứ nằm bên đây hoài, nó tại nó quay qua nó bú á. Cái nó nằm con bên không à, mình nằm bên đây vài bữa, cái mình nằm bên kia vài bữa cho nó, em nó lật qua lật lại nè. Trời ơi, giống Tấn Di Trang luôn vô. Nói đúng hả? Rồi con kìa, lo ra kìa, kìa không lo. Có hả? Có đâu? Có đâu? Con đi ra ngoài đi, con làm đổ nước vô mùng em bây giờ. Con là quậy nhất luôn trong cái gia đình này luôn. Ngủ mê man luôn ha. Rồi đặt tên chưa? Dạ chưa. Con đặt tên gì? Hả? Minh Khoa hả? Dạ ừ hả? Nguyễn gì? Nguyễn Văn Minh Khoa. Nguyễn Văn Minh Khoa hả? Con đặt tên em chưa? Dạ rồi. Tên gì? Tên gì? Minh Khoa. Trời ơi, hai đứa con tên. Sao giống mà, có gì giống tên à? Bước lên nhẹ thôi để em giật mình. Rồi mai mốt em giặt đồ nè, lo giặt đồ cho em nè. Con giặt với ai giặt? Con mà giặt nữa em mới thương mình chứ. Vậy là chị hai giặt.
giặt chị hai giặt nữa em mới thương. Dạ thưa các bạn, thì bữa nay Vũ Chiến như hay tin đó, Nhung có một thành viên mới thì Vũ Chiến ghé thăm. Dạ thưa các bạn, thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.